Hi, Minasan, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Những nước Hoa Sen đã quay trở lại đây và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp của N4. Và trước khi vào một góc mới, chúng ta cùng nhau xem qua một bức ảnh. Hai kuno eo mì tiệc sát. Các bạn nhìn thấy bức ảnh này thì đây là một món mì ha. Nhưng mà trong cái tô mì thì này thì có một cái gì đặc biệt các bạn? Đúng rồi, thì có là gì? Rất là nhiều ớt và rất là cay. Nhưng mà mình thì sao? Không thể ăn được cay nên mình không có thể ăn được cái món mì này. Thì mình hôm nay chúng ta sẽ có món là kuno ramen wa karakute taberaremasen. Là bởi vì cái món mì này cay nên là tôi không thể ăn được. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học cái mẫu câu là vì cái gì đó nên không thể làm cái gì đó các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đi vào mẫu cấu trúc. Thì chúng ta sẽ có động từ thể te. Và tiếp theo đó là gì? Động từ thể phủ định nai thì chúng ta bỏ y thêm từ te. Và tính từ đuôi y thì chúng ta cũng bỏ y thêm từ te đằng sau. Và tính từ đuôi na và danh từ thì chúng ta chỉ cần thêm te đằng sau các bạn. Rồi, cái cách dùng của cái mẫu cấu trúc này là gì? Chỉ nguyên nhân lý do và vế sau là kết quả phát sinh của cái nguyên nhân đó các bạn ha. Rồi, để hiểu rõ hơn cái mẫu cấu trúc này, chúng ta cùng nhau đi qua câu ví dụ. Hay kaze de gakko o yasumimashita. Kaze nghĩa là gì các bạn? Đúng rồi, nghĩa là bị cảm đúng không? Vì bị cảm nên nghỉ học ở trường. Hay mô chữ đổi tịch đa sai. Kaze de gakko o yasumimashita. Vì bị cảm nên nghỉ học ở trường các bạn ha. Rồi, để hiểu rõ mẫu cấu trúc này, chúng ta cùng nhau đi qua phần luyện tập. Hay sau sự cố đen xuống mà số hai con đường này thật là sai. Rồi các bạn nhìn vào các bạn nữ này thì bạn nữ này đang bị gì ta? Đúng rồi, bị sốt nên là bạn nó cũng phải gì nghỉ học ở trường. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là sốt là gì các bạn? Đúng rồi, nesu desu ne. Thì nesu là danh từ thì chúng ta thêm te ở đằng sau thì chúng ta sẽ có mẫu câu là nesu de gakko o yasumimashita. Hay gì desu ka? Hay もう一度やってください nesu de gakko o yasumimashita. はい、いいですね。はい、次の練習しましょう。はい、この絵を見てください。お、các bạn nhìn vào các bạn nam này thì bạn nam này đang cái ví đang như thế nào ta? Đúng rồi, bạn nam này đang cái ví thì đang không có tiền. Cho nên là bạn đó là gì? Không thể mua cái món quà này được. Thì chúng ta sẽ có một câu là gì? Đúng rồi, chúng ta sẽ có một câu là okane ga nakute kaemasen. Hay, いいですか？もう一度言ってください。okane ga nakute kaemasen.Hay, ý ですね. Rồi, mẫu câu này dịch là gì các bạn? Đúng rồi, vì không có tiền nên không thể mua ha. Rồi, 次の練習しましょう. Hay, この絵を見てください. Rồi, các bạn nhìn vào bức tranh này thì thấy có cái điều gì bất thường nào? Đúng rồi, thì mình sẽ có là gì? Nhà đang gì? Đổ sập ha. Thì tại sao nhà lại đang đổ sập các bạn? Đúng rồi ha, là bởi vì động đất, đúng không? Vì động đất nên là động đất tiếng Nhật mình có là Jishin. Jishin là danh từ thì chúng ta thêm de đằng sau thì chúng ta sẽ có một câu là Jishin de uchi ga toremashita. Hay gì desu ka? もう一度言ってください. Jishin de uchi ga toremashita. Vì động đất nên gì? Nhà đã đổ sập thôi các bạn ha. Rồi, gì desu ka? Hay 次の練習. Hay この絵を見てください. Rồi, các bạn nhìn thấy các bạn nam này thì trước mặt bạn nam này thì có gì ta? Đúng rồi, có một món quà. Và bạn đó đã nhìn được món quà nên bạn đó đã sang đi sao? Đúng rồi, đã rất là vui vẻ hay đã rất là sung sướng. Thì chúng ta sẽ có một câu là Udesento o moatte ureshikatta desu. Là gì? Vì nhận được món quà nên là gì? Đã rất là vui mừng các bạn ha. Hay gì được đó? Hay mua chữ đổi tình là sai Udesento o moatte ureshikatta desu. Hay gì desu ne. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và để củng cố cái mẫu cấu trúc này thì mình có để cái link bài tập ở phía dưới cho các bạn. Và các bạn hãy nhớ làm bài tập, nếu bạn nào đạt được 100 điểm thì bạn đó sẽ được một điểm tích lũy. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của Nhật ngữ Hoa Sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mata kono negashimasu.